Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái kính hiển vi DMK483. Thì cái dòng kính hiển vi DMK483 này nó cho chúng ta hai chức năng, nó là chức năng soi nổi và chức năng soi sinh học. Thì đầu tiên mình sẽ thực hiện chức năng soi nổi. Thì trước khi soi á, thì chúng ta sẽ kiểm tra cái hệ quang của cái kính này xem nó có hoạt động ổn định hay không. Thì chúng ta kiểm tra bằng cách chúng ta xoay sang vạch kính 4. Vạch kính 4 là cái vạch kính mà nó có vòng tròn màu đỏ đây. À, chúng ta xoay đến khi chúng ta nghe tiếng tách, thì tức là cái vạch kính 4 nó đã vào giữa rồi. Rồi chúng ta đặt mắt vào đây quan sát. Thì để tiện cho các bạn theo dõi thì mình có một cái kẹp điện thoại và một cái điện thoại ở đây để thay cho cái góc quan sát. Thì sau khi chúng ta xoay sang vạch kính 4, chúng ta sẽ thấy một cái vòng tròn sáng rõ. Thì như vậy là cái hệ quang của chúng ta nó đã ok rồi. Nếu như nó bị tối giống như vậy, nếu như phần hệ quang của chúng ta nó chỉ phần vùng sáng của chúng ta nó chỉ có một góc, thì chúng ta có thể thực hiện những cái thao tác kiểm tra. Thứ nhất, chúng ta kiểm tra cái cần gạt chắn sáng ở phía dưới xem nó có đóng hết mức, có đóng quá mức cho phép hay không. Thì nếu mà đóng quá mức cho phép thì chúng ta sẽ mở ra. Cái thứ hai, nếu chúng ta sau khi mà kiểm tra cái cần gạt chắn sáng mà nó không thay đổi được cái tình trạng đó, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái ốc ở phía dưới, chúng ta điều chỉnh cái tụ quang, cái ốc bên đây, ốc bên phải và ốc bên trái. Chúng ta sẽ vặn lần lượt từng ốc này để điều chỉnh cái vị trí của tụ quang đến khi cái tụ quang nó vào giữa và chúng ta thấy nhìn thấy một cái vòng tròn sáng như thế này. Rồi, sau khi đã điều chỉnh thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành soi. Thì đầu tiên mình sẽ soi nổi bằng cái đèn led phụ ở phía trên. Thì mình sẽ mở cái đèn led phụ và tắt cái đèn chính ở phía dưới. Rồi, chức năng soi nổi này mình chỉ áp dụng được đối với vạch kính 4 và vạch kính 10, tương đương với độ phóng đại khoảng 40 lần và 100 lần. Thì đầu tiên chúng ta sử dụng ốc thứ cấp, tức là cái ốc lớn phía trong. Chúng ta hạ bàn kính xuống thấp nhất. Chúng ta đặt cái mẫu quan sát. Thì ở đây cái đối tượng để chúng ta soi nổi thì nó có nhiều dạng đối tượng, ví dụ như sợi vải, lá cây, hoa hoặc là những cái côn trùng nhỏ. Thì ở đây đầu tiên mình sử dụng một cái mảnh lá cây. Thì mình sẽ đặt nó lên cái lam và hướng cái mặt mẫu mẫu vật lên phía trên. Rồi mình sử dụng cái kẹp tiêu bản để giữ cố định cái tiêu bản lại. Rồi, mình sẽ di chuyển cái vùng mẫu, mình sẽ sử dụng hai cái ốc di chuyển tiêu bản ở phía bên đây để mình di chuyển cái vùng mình cần quan sát vào giữa. Mình điều chỉnh cái nguồn sáng hướng vào cái vùng cần quan sát. Sau đó, chúng ta thực hiện thao tác vừa quan sát vừa nâng bàn kính lên bằng ốc thứ cấp. Rồi đến khi chúng ta quan sát rõ mẫu thì chúng ta sẽ sử dụng cái ốc vi cấp để điều chỉnh lại độ nét. Rồi đây mình sẽ zoom lớn lên xíu để chúng ta dễ thấy ha. Rồi, ở đây chúng ta có thể sử dụng cái ốc di chuyển tiêu bản để quan sát những cái vùng khác nhau. Ví dụ ở đây mình có thể thấy rõ những cái vùng gân lá nè, mặt sau của lá nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang vạch kính 100 và mình sử dụng cái ốc vi cấp để mình điều chỉnh. Đó. Rồi mình sẽ đổi một cái mẫu khác. Thì để lấy tiêu bản ra thì mình xoay sang vạch kính 4 và mình lấy cái tiêu bản ra. Và tiếp theo mình sẽ quan sát một cái mẫu, đó là con kiến. Thì mình cũng đặt tiêu bản vào và sử dụng cái ốc điều chỉnh tiêu bản để di chuyển cái tiêu bản vào trung tâm, di chuyển cái vùng mẫu vào trung tâm.
Rồi mình điều chỉnh lại cái lượng ánh sáng. À, mình sử dụng cái ốc vi cấp và ốc thước cấp để mình lấy nét. Rồi mình sẽ chuyển sang vạch kính 10 với độ phóng đại 100 lần. Thì chúng ta có thể quan sát rõ những cái bộ phận của con kiến nè. Dụ như phần bụng nè, phần chân nè. Đây phần bụng nè. Phần đầu nè, phần đầu nó có hai cái râu nè. Phần bụng thì có nó có những cái sợi lông nhỏ phía ngoài nè. Thì để quan sát rõ thì chúng ta cứ nhấp nháy cái ốc vi cấp, ốc nhỏ ở phía ngoài. Rồi đó là chức năng xoay nổi. Thì tiếp theo mình sẽ thực hiện chức năng xoay sinh học. Thì mình cũng xoay sạc kính 4 để mình lấy cái tiêu bản ra. Rồi mình sử dụng một cái tiêu bản sinh học. Tiêu bản sinh học thì nó có hai phần, lam và lamen. Lam là cái phần lớn ở phía dưới và lamen là cái phần nhỏ ở phía trên. Thì khi tiến hành soi thì chúng ta hướng cái phần nhỏ lên phía trên, cái phần lamen lên phía trên. Chúng ta cũng đặt vào. Và chúng ta sử dụng ốc điều chỉnh tiêu bản để di chuyển cái vùng mẫu vào giữa và chúng ta tiến hành mở cái đèn chính phía dưới lên. Thì chúng ta cũng bắt đầu từ vạch kính 4. Sau khi di chuyển vùng mẫu vào giữa thì chúng ta thực hiện thao tác đặt mắt và quan sát và nâng bàn kính từ từ lên. Rồi, chúng ta di chuyển sử dụng hai ốc di chuyển cơ bản để di chuyển đến cái vùng mà mình muốn quan sát. Đây là một cái lát cắt của lá bí. Rồi, để tăng độ phóng đại thì mình sẽ chuyển sang vạch kính 10. Rồi mình sử dụng cái ốc nhỏ phía ngoài, tức là cái ốc thứ cấp, cái ốc vi cấp để mình điều chỉnh độ nét. Rồi tiếp theo mình sẽ lên luôn vạch kính 40. Mình cũng sử dụng cái ốc nhỏ phía ngoài, ốc vi cấp để lấy nét. Đây chúng ta có thể thấy rõ được những cái phần vách tế bào và những phần nhân. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng vạch kính 100. Trước khi sử dụng vạch kính 100, mình sẽ xoay cái cụm vạch kính ngang giữa vạch kính 40 và vạch kính 100. Sau đó mình nhỏ khoảng 1 phần 2 giọt dầu soi lên phía trên của cái lamen. Và mình xoay sang vạch kính 100. Mình lắc nhẹ qua lại khoảng 2 đến 3 lần. Chúng ta chú ý lắc nhẹ, chúng ta không không xoay cái vạch kính 40 hướng vào lam nữa. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng dầu soi thì chúng ta chú ý là không để vạch kính 40 nó dính dầu soi. Tại vì vạch kính 40 khi tiếp xúc với dầu soi nó sẽ rất dễ bị hư. Thì sau khi xoay vạch kính 100 vào giữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái ốc vi cấp để chúng ta lấy nét. Ở phần này thì chúng ta kết hợp với cái phần cần gạt trắng sáng ở phía dưới để thu được cái hình ảnh đẹp nhất. Rồi, có một cái cách mà chúng ta sử dụng vạch kính 100 mà không sử dụng dầu soi thì các bạn hạ cái tụ quang xuống bằng cái ốc điều chỉnh tụ quang ở đây. Thì mình chỉ việc hạ tụ quang xuống và thực hiện thao tác lấy nét giống như thông thường. Thì sau khi sử dụng dầu soi, chúng ta xoay cụm vạch kính sang vạch kính 4 để lấy vạch kính ra, để lấy cái tiêu bản ra. Và chúng ta tiến hành vệ sinh lại tiêu bản và vạch kính 100. Thì để vệ sinh vạch kính 100, chúng ta sử dụng giấy lau kính chuyên dụng hoặc là những cái loại vải mềm mà nó không ra sợi vải, thì chúng ta chấm nhẹ lên phía đầu
chúng ta chấm nhẹ lên phía đầu của vật kính 100 đến khi chúng ta không còn thấy dầu dính lên giấy lau kính hoặc là vải. Chú ý là chúng ta chỉ chấm nhẹ lên thôi. Rồi đó là những cái bước mà khi chúng ta sử dụng kính hiển vi DMK 483. Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất với dòng kính này. Cảm ơn các bạn.